Vụ án suy luận. Vào ngày chủ nhật mưa gió, tại một thị trấn nhỏ xảy ra vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe van cỡ nhỏ màu đỏ phóng nhanh, tông vào một người phụ nữ đi bộ sang đường rồi bỏ chạy. Cảnh sát đã tìm thấy 3 người sở hữu loại xe này trong thị trấn và thẩm vấn họ. Mai, anh có thói quen vẽ tranh ở công viên vào cuối tuần cả ngày nên không có mặt ở hiện trường tai nạn. Người thứ hai, Tom, anh cho biết anh chơi game ở trên máy tính bảng ở nhà cùng bạn. Và cuối cùng, Tina, cô nói cô đang đi shopping ở siêu thị khi vụ tai nạn xảy ra. Vậy theo các bạn, trong 3 người này, ai nói dối? Sau đây là đáp án. Người nói dối đó chính là người đầu tiên, Mai. Lý do Mai không thể vẽ tranh ở công viên vì trời mưa gió. Vụ án suy luận tiếp theo. Một kẻ bắt cóc liên tục gây án trong một thị trấn nhỏ. Cảnh sát đã lắp đặt camera giám sát ở khắp các công viên và tìm được 3 kẻ đáng ngờ. Cảnh sát lần lượt hỏi họ đến công viên làm gì. Người đầu tiên, Clau, anh nói anh đến dự sinh nhật cháu ở ngay công viên và cho cảnh sát xem 2 túi quà. Người thứ hai, Dana, cho biết đang đi tìm mèo cưng chạy khỏi nhà từ sáng. Và cuối cùng, Eric, anh nói anh chỉ đi dạo một mình với ăn sô-cô-la. Làm gì các vụ bắt cóc nào? Vậy theo các bạn, trong 3 ngày này, ai đáng ngờ? Sau đây là đáp án. Người đáng ngờ chính là người đàn ông thứ 3, Eric. Cảnh sát chưa nói gì về vụ bắt cóc, nhưng anh Eric đã bắt đầu lúng túng và trả lời. Vụ án suy luận tiếp theo. Marie đang chuẩn bị bữa tiệc tối thịnh soạn trong bếp. Một tiếng sau, cô được phát hiện đã chết. Cảnh sát được gọi đến và nhanh chóng xác định được 3 nghi phạm. Đó chính là người bạn Anna, bạn trai Harry và cuối cùng người hàng xóm Ren. Họ còn phát hiện được Marie đã để lại 3 manh mối giúp tìm ra hung thủ. Đó chính là một chiếc găng tay, một chiếc giày và một chiếc dép đi trong nhà. Cảnh sát đã yêu cầu 3 nghi phạm viết lời khai về những việc họ đã làm trong khoảng thời gian xảy ra án mạng. Dựa trên manh mối, bạn đoán ai là hung thủ? Sau đây là đáp án. 3 manh mối đó chính là găng tay trái, giày và dép bên trái. Marie đang cố gợi ý hung thủ là người thuận tay trái. Khi bạn quan sát 3 người này thì chỉ có Ren thuận tay trái trong 3 nghi phạm. Vậy trong 3 câu này các bạn đúng được bao nhiêu câu?